Chào các bạn nhé. Hôm nay Việt Nam và Nhật Bản đang đá trận tứ kết đầu tiên này các bạn ơi. Anh em mình hôm nay làm một ít mồi để cổ vũ cho tuyển Việt Nam chiến thắng nhé các bạn ơi. Hôm nay thì nhà mình ăn món nướng hải sản các bạn. Đó, hàu nướng này. Con hàu này rửa sạch xong đó là đã hấp qua để cho nó bớt mặn đi. Xong rồi để lên đây để nướng. Hành phi này các bạn. Đây là hành phi. Đây là hành khô phi nữa. Đây là bạch tuộc nhé các bạn. Bạch tuộc nướng ướp sa tế nướng. Rất ngon đây. Bếp này lâu lâu cái gì? Cái măng này cho. Ngoài ra thì còn có cần tây, rau cần, rau cần mấy bắp cải góp, dưa góp, đây, còn có cả mực nữa này, mực ống các bạn ạ. Cái hải sản này là toàn đồ nhà mình tự buôn lấy trực tiếp từ Quảng Ninh lên các bạn nhé. Rất ngon. Nhà mình thì có người nhà ở Quảng Ninh cho nên là hàng lên đến nơi rất là đảm bảo chất lượng. Nhà toàn hàng ngon thôi. Chưa nóng vào bao giờ mới được ăn. Này cái này nhìn hấp dẫn chưa? Chưa chắc chưa ăn gì đâu đúng không? Đang chào cờ rồi này. Nó chấm nhìn ngon. Cảm động các bạn. Được chưa? Nhấm nháp vào trước đi. Nhấm nháp. Chúc Việt Nam chiến thắng nhá. Anh kia sẽ đến à? Không chào cờ à? Mời các bạn, mời các bạn. Duy ơi, anh chị ăn thử món này là bạn nói. Anh rất khoái món này. À, quay một đoạn xem. Anh Dương sao? Phòng ấy. Cái trong phòng. Thôi. Cái này là rượu ngô này các bạn ơi. Thế thôi mà. Rượu nấu từ ngô và men tự làm của bà con nhé. Uống rất đảm bảo. Say mà không nhức đầu. Rất ngon đấy. Đây là món măng luộc. Lên lên. Lên lên bóng rồi. Măng ngọt luộc rất ngon. Rau sống chấm với mẻ, trưng mẻ. Hay chị dâu làm hai món hảo nướng. Nướng hành lạc và nướng sa tế. Em thấy ăn này rất mát. Để cùng chúc cho đội tuyển Việt Nam thì từ Việt Nam hôm nay chắc chắn là chiến thắng rồi. Theo quay trực tiếp. Ăn muộn này nó mới càng ngon hơn. Cái đồ này anh phải ăn kiểu muộn không? Anh ơi cái này ăn đi kiểu thành ăn đêm. Đợi Việt Nam chiến thắng vừa xem vừa ăn vừa xem. Việt Nam hôm nay chiến thắng rồi. Hàu nướng hành lạc, hàu nướng sa tế, bạch
tuộc. Nó sôi lên là được. Nướng đi các. Bạn ơi. Cháu ơi, hai thằng kia, ba thằng kia lên lên nào. Cái chúng nó có biết ăn này. Thành khô nhiều mà, cho nhiều vào mới ngon. Đúng ạ. Rất ngon các bạn ơi. Con có ăn hàu nướng không? Con không. Con bạch tuộc không? Không. Con chỉ ăn cơm và... Con nói không? À, tí nữa có bánh phở con ăn. Ngồi ra một chỗ để... Con ăn hàu đi, hàu nướng thành khô á. Cô đội tuyển Việt Nam như này chắc chắn là phải chiến thắng rồi. Rồi đây, có con ở đây để ăn cơm. Ngon này à? Anh ơi, trong khi chờ đợi nhỉ. Anh thấy cái bếp này có vẻ lâu lâu. À đây sôi rồi, sôi rồi. Quay này thì họ không vào xem mà. Và chủ quán này làm quá ngon. Đây là đấy là sa tế à? Có nghĩa là vẫn hành lá các thứ nhưng mà cho thêm sa tế vào không? Sa tế cũng chua cho vị. Ơi, video của mình kết thúc tại đây nha các bạn ơi. Mời các bạn uống rượu và chúc cho tuyển Việt Nam chiến thắng nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Vâng, mẹ em ơi. Như cái này là sống đúng không?